Dự báo thời tiết đêm mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ.